Ok, hello tất cả bạn nha. Video này chúng ta là chính tiếp tục game ADK mình nha bạn. Mình đã quay trở lại đây không? Sau mười mấy ngày mất tích đó bạn, không ra clip gì hết. Bữa giờ quá trời bận việc các bạn, mình thấy là mình không có ra clip được á, với lại không livestream được cho bạn xem. Có lâu lâu vô làm vài trận Dead by Daylight các bạn, nhưng mà vào chơi kiểu mà lâu ngày không chơi á, chơi lại cây cú vãi chưởng luôn. Bữa mình mới xóa game Dead by Daylight luôn các bạn. Thì kể từ bữa nay là mình có thể ra clip lại đều đặn được cho bạn xem á. Sắp xếp công việc lại ok đó. Giờ có thể là làm tiếp được rồi. Thì trong video tập này á, mình dự định là sẽ sử dụng cái con admin bot này các bạn, vào chiến đấu với lại cái con bot người đá xương á, chơi xổ số thử. Tại vì cái con admin bot này nó rất là mạnh á. Giờ chúng ta tán vài cái là mình nghĩ là cái con người đá xương á nó cắm đầu liền các bạn. Coi xổ số thử nó có ra mấy cái con xịn xịn đúng không? Với lại hồi nãy mình có kiểm tra á, là trong cái phần cái bản mod mở rộng của bản mod ray mộ các bạn, còn một vài con chúng ta chưa test. Ví dụ như là cái con người đá Spirit nè, với lại con người đá trao á, với lại có mấy con Demonic mới nữa. Thì ở trong video tập này mình test luôn cho các bạn xem á. Đây, tạm thời để cái con Admin Bot ở đây các bạn. Cho các bạn xem này. Cái con Admin Bot này là mình chiêu họ ra là nó level 1 á, nhưng mà máu của nó đã là 920 triệu các bạn. Đây, win nhẹ thử cái nè các bạn. Trăm mấy chục triệu đam. Đó, mạnh như đời tới luôn. Cái này mà vào ký đầu cái con người đá xương các bạn là hơi bị kiểu mà nó hơi OP á. Nhưng mà cái con người đá xương bữa giờ các bạn biết rồi, quánh nó lâu chết như đời tới á. Thì một lát nữa mình sử dụng cái con admin bot này test thử á. Đây, giờ mình sẽ qua bên đây á. Rồi, sử dụng cái mã lệnh đó các bạn, summon này. Đó, đầu tiên là test cái con này á. Uầy, cái con này là cái con Demonic khủng long mà chứa nước các bạn. Cái con gì Morel Latop á. Con này thường thì mình ít có khi nào bắt lắm, tại vì con này là dạng thuộc thú ăn cỏ á. Mình cảm giác con này nó không mạnh đâu, nhưng mà sẽ test thử luôn cho các bạn xem á. Đây, mình coi coi mình có thể là sử dụng bá dương độc dược các bạn. Rồi, cùng đó có thể sử dụng cái mã lệnh đun tem cũng được, nhưng mà ở đây mình muốn bắn xỉu để tem nó thử coi nó có bị tuột level gì không đó. Với lại kiểu mà hồi nãy mới vào lại game các bạn, cách mười mấy ngày mới vào lại bản game á, trời ơi vào lại kiểu mà cảm giác nó hoài niệm ghê luôn phải không. Ê, đừng 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 mày tấn công tao là con admin bot nó quất mày liền á. Rồi xỉu nha bạn. Rồi, ở trong cái con G1 này có cái viên đá Lavarock nè. Ủa giờ hết hồn rồi. Cái viên đá Lavarock này hơi bị ảo các bạn. Cho nó ăn một phát là thay thế 27 cái kiếp bộ Demonic luôn. Rồi, lên 1044 cấp á. Giờ mình sẽ ta leo về nhà mới đi, cho nó cái yên rồi xong rồi tăng điểm đó anh, test thử. Quá trời mấy cái bàn này giờ kiểu mà nó đầy nhóc. Rồi, full cấp nha bạn. À, ở đây có trang bị auto lit sẵn, lit rất là nhanh luôn. Đó, mình cho lên 254 điểm đam á, sử dụng cái con này để quánh cái con Nova thử luôn các bạn. Để coi coi con Nova không biết là nó căng nổi không biết. Đó,
Cho nó uống cái lọ thuốc steroid luôn các bạn. Rồi con này thì mình cảm giác là đi khá chậm á. Để ta qua bên sa mạc kết thử á. Cái lượng máu của nó là xương xương là 117 triệu các bạn. Rồi cái cách bắn của con này giống giống với lại cái con gì nữa, cái con cấp rô xương chết đó bạn. Cái cách bắn của cái con khủng long này giống giống với lại cấp rô xương chết đó. Bình thường là quánh 700 mấy ngàn. Đây mình sẽ cho nó uống lọ steroid luôn rồi. Rồi nổ lên nào. Đó, mình nổ lên cặp hơn là 1,5 triệu các bạn. Rồi, để mình test với lại con ghét là biết liền rồi. Đó, cặp còn có 1,2 triệu. Rồi, để chơi chiêu thử. Chịu ít là phục lửa. Đó, phục lửa được 400 mấy ngàn, 407 các bạn. Còn quan trọng là chữ C nè. Đấy. Wow. Mình thấy cái chiêu C này kiểu mà cái lửa nó đốt cũng dữ lắm nha bạn. Nó đốt hơi bị đau luôn á. Sao sao các bạn thấy sao? Bây giờ tạm thời mình sẽ phải tiến hóa lên pha lành luôn á, để test lại với lại cái con Terabot á. Đây, ở đây mình có cái con Terabot nè. Con này là như cũng mát cấp rồi các bạn. Ở đây chúng ta không có cái yên á. Mình sẽ sử dụng cái lệnh for tem luôn đi. Đó, khỏi cần yên luôn. À, con này thì cũng mát điểm đam rồi. Mình test thử. 500 mấy nha bạn. Đó các bạn thấy không, nó trừ máu lần trước có 700 mấy rồi. Nhưng vậy là cảm giác cái con nữa. Con này đạp to hơn á. Như là do chưa có cái lọ steroid hay sao. Này, cho nó đúng rồi. Đúng rồi, chưa có lọ steroid. Con này là 82. 82 ngàn các bạn, con này 87 ngàn nè. Nhưng mà quan trọng là chúng ta so sánh chiêu á. Ở đây thì mình thấy cái chiêu của con Terabot là cảm giác nó mạnh hơn á. Tại vì nó spam chiêu liên tục nữa. Còn con này thì hình như là không spam được. Đó, nó bắn ra một cái nó nghỉ các bạn. Còn cái con Terabot là nó spam chiêu liên tục được. Nhẹ nhàng hạ bệ cái con Silet đó bạn, Indominus Rex. Đấy.
Về về đây mình lấy cái linh hồn chế tạo con Nova thử luôn. Quên, hồi nãy quên chế mấy cái Dino Chucker. Rồi, test thử em này á. Quên. Coi còn mấy cái máu. Với con Nova này nói chung thì cũng hơi ngán ngán các bạn. Rồi quất luôn. Thầy là đến ngay đây trả chưa? Nó đẩy rồi phải cái trưởng. Ui là trời, các bạn xem nó đẩy mới được. Kiểu không xem thường con Nova này được các bạn. Rồi ngay mặt, ngay mặt. Chơi luôn con Nova là dí dặn luôn. Chết luôn nha các bạn, thằng máu kịp một lỗi luôn. Ok, quay trở lại chiến đấu lại nha các bạn. Mình vừa mới tạo lại cái con Demonic mới nha các bạn, con này này Madlet luôn, 720 á, tăng điểm các kiểu rồi cho nó luôn á. Chứ còn hồi nãy tăng máu không kịp, nó vỡ mồm luôn rồi. Cây thật sự.
Con này thì mình cảm giác là nó mạnh hơn nha các bạn, tại vì nó max cấp độ. Con hồi nãy thì nó chỉ có 696 rồi, còn con này là nó tới 720 luôn rồi. Đây, phải cho nó uống cái lọ máu này mới chịu nổi nha các bạn. Cái lọ máu ra mộ. Không là nó chịu máu ghê quá trời luôn. Đó đó đó, cái chiều đó của nó kiểu mà không có lọ máu ra mộ là chịu không nổi luôn. Như là thanh niên bỏ chạy hay sao? Ui, sao nó đứng im ru luôn các bạn? Không thèm đánh mình luôn rồi. Kẹt rồi. Nó quay đài rồi. Đây, 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 đây. Ui lại rồi. Ui, 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 ui. Hoài hoài ăn nguyên cái combo đó, ý là máu mình bấm liên tục luôn các bạn mà còn chỉ muốn không nổi á. Ghê thật sự, xém tí nó đi luôn con này nữa. Đây, đây có cái trứng đồ vào nè. Rồi, cái quan trọng là mình cần cái này các bạn. Cái cục bờ tiến quá lên pha lần. Đây, hiện tại giờ cái lượng máu của nó là 146 triệu á. Mình sẽ cho nó tiến hóa lên Fallen luôn. Wow, nó lên Fallen nhìn đẹp các bạn. Nó nhìn xịn thật sự. Rồi, có là mắc kinh nghiệm đây luôn. Rồi, cái lượng máu là 156 các bạn. Ủa sao có 156 triệu máu đâu, ít vậy? 156 triệu máu à. Mình cứ tưởng nó lên vài trăm triệu máu ấy. Tại vì bình thường hồi nãy Demonic là nó đã là 140 mấy triệu rồi, lên được thêm mười mấy triệu rồi, sao ít chứ ta. Nhưng mà quan trọng là cái lượng đam này nó lên kinh khủng các bạn. Thôi coi, gọi cái con Fallen Tony ra kiểm tra thử à. À, cái con Tony của mình nè. Rồi, mình thấy con Tony thấy gì mà nó năng các bạn. Là mặc dù cái con Tony này của mình nó chỉ có 175 điểm đam thôi. À, khoan khoan khoan. Quên cho nó uống cái lọ steroid. Đó. Rồi, lên 84 các bạn. Không, nói chung là cái chỉ số đam là thấy hơn đó. 84.000 rồi nè. Còn con Tony này của mình thì chỉ có 81 thôi. Con Terebus thôi. Wow, con Terebus này nó tới 100.000 luôn nhé bạn. Ủa sao dữ vậy ta? À, con này chỉ số của nó tới 217, chỉ số đam của nó là tới 217. Ủa sao mấy cái con pha lành này nó kiểu kiểu nó ngộ cái gì các bạn, kiểu mà nó nộ lên là quánh đam nó giảm xuống phần nửa nè, còn cái chừng rưỡi á. Còn kiểu mà chúng ta tắt nộ đi á thì cái đam nó lại cao, thấy nó hơi bình tĩnh đó. Sao tắt nộ thì đam nó quánh 2.7, còn nộ lên nó quánh còn có chừng mấy à. Đó, 3.8 triệu các bạn. Rồi giờ mình nổ lên rồi.
Đó, nó lên vẫn còn chiều lưới. Áo mau. À, để mình tắt nổ chiêu chiêu thứ à. Mỗi lần trừ là 1 triệu mấy các bạn, 1 triệu 2, 1 triệu 272, rồi chắc chết luôn á. Rồi giờ mình nổ lên thử rồi. Rồi cũng y chang các bạn ơi. Ok, giờ để cho test mà nó công bằng các bạn. Mình sẽ lấy ra ba cái con pha lệnh đó, rồi chúng ta cùng đánh một con Oridin đó, Spino nè, để coi coi con nào nó mạnh đó, với lại con nào tuyệt chiêu nhìn nó ngon á. Chứ nãy giờ test theo kiểu kia cảm giác nó không có công bằng lắm. Đây, mình sẽ lấy cái con pha lệnh Sinhon này luôn á. Rồi cái con Terabus. Ở đây thì mình đánh giá cao cái con Terabus các bạn, cảm giác con Terabus nó mạnh. Với lại cái con Tony nè. Đây, con nào cũng mắt đam hết á. Ở trong cái bản mở rộng của cái mod Primal các bạn, chỉ có hai cái con Demonic mới thôi, là cái con Terabus nè, với lại cái con này hơn. Rồi, giờ mình sẽ test thử con này chứ các bạn. Coi quánh mấy chiêu á. Rồi, chỉnh bát siêu mấy thanh niên này đi. Coi quánh mấy chiêu là kiểu mà tiêu diệt được cái con Oridin Spino á. Rồi, ở đây chúng ta nổ bắn. Đó, con này là 455 triệu nha các bạn. Rồi, mình sử dụng QC á. Đó, bắn một cái rồi. Mỗi lần trừ là 1,5 triệu nha các bạn. Thôi xong. Một cái một là đi luôn. Một cái một là đi luôn á. $455 triệu là không có kiểu mà nghĩa lý gì luôn á. Nhẹ nhàng. Rồi con này 500 triệu rồi. Mình đang thử nha. Đó, mình chỉ bấm một cái thôi nha các bạn. Rồi, cảm giác như là con này kém cạnh hơn nữa các bạn ạ. Yeah. Rồi, chuột phải nè, chuột phải là phun lửa. Đó, chuột phải là phun lửa. Còn đó nó cứ buông theo ngoài phía sau lưng nó quánh ngoài khó chịu quá vậy. Đó, phun lửa lần được 400 mấy ngàn các bạn. Rồi, kém rồi, thấy chưa? Lúc đầu mình nhìn con này là mình nghi nghi rồi. Nói chung là nó kém hơn so với lại cái con Terabus à. Con Sinhon này thì cũng mạnh, thì con này dạng quýt chùm á. 120 triệu. Quên, chưa nổ. À, con này mình chưa luyện chứ bạn. Xài quá, xài quá. Có 12 triệu luôn kìa các bạn. Trong mấy con dạng thuộc dạng Demonic này mình khoái nhất Tony nè. Quách xa đi. Thấy các bạn thấy chưa? Quánh cái gì mà có lên 12 triệu luôn kìa các bạn.
mập cái đời tới. Rồi. Còn kiểu mà Terabot này thì one hit one kill á. Thấy con này mạnh. 580 triệu đó bạn. Mà lại cái con này lại có thể spam nữa. Đó, 580 triệu mà một kill mà one hit one kill luôn. Rồi, giờ mình sẽ tập trung với lại cái con Terabot, với lại con Adminbot ha.